Tiểu sử nghệ sĩ Lê Bình, cuộc đời và sự nghiệp trước khi bị liệt nửa người vì ung thư phổi. Nghệ sĩ Lê Bình được khán giả nhiều thế hệ yêu mến với hình ảnh ông già Nam Bộ, để lại nhiều vai diễn thức cho điện ảnh Việt, nhưng lại có một số phận không mấy may mắn. Hãy cùng nhau tìm hiểu về người nghệ sĩ tài ba và sự nghiệp diễn viên, đạo diễn của nghệ sĩ Lê Bình nhé! Được khán giả biết đến trong nhiều tác phẩm phim điện ảnh và phim truyền hình, nổi bật là Mùa Len Trâu, Đất Phương Nam, Vịt Kêu Đồng, Cô Gái Xấu Xí. Ngoài ra, nghệ sĩ Lê Bình còn tham gia soạn thảo, đạo diễn nhiều vở kịch. Các vở kịch của tác giả luôn được công chúng đón nhận tại các sân khấu lớn. Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Lê Bình đã đạt được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nền điện ảnh nước nhà, để lại nhiều vai diễn vượt thời gian, xây dựng được hình tượng người nghệ sĩ chân chính trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ. Nhưng cuộc sống đời thường của nghệ sĩ Lê Bình lại khiến không ít người xót xa nhưng đầy khâm phục. Nghệ sĩ Lê Bình tham gia vào nghệ thuật rất sớm, từ năm 15-16 tuổi. Vai diễn đầu tiên là ông chủ tiệm thuốc bắc trong Dòng Sông Không Quên. Tuy nhiên, nghệ sĩ Lê Bình được khán giả yêu quý nhất là trong Đất Phương Nam và các vai diễn trong series phim cổ tích Việt Nam. Dù không để lại những vai diễn ấn tượng làm nên tên tuổi vàng, tuy nhiên nghệ sĩ Lê Bình đã đi vào tác phẩm Mộ Yêu Tinh và Bầy Trẻ, Sự Tích Giả Tràng mà qua hàng chục năm khán giả vẫn đón nhận. Đặc biệt, tác phẩm Vịt Kêu Đồng đã giúp nghệ sĩ Lê Bình đạt được giải nam diễn viên phụ được yêu thích nhất tại cuộc bầu chọn giải thưởng truyền hình HTV Award năm 2010. Không đi sâu trong lòng khán giả trong những vai chính để đời, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng nghệ sĩ Lê Bình lại khắc họa thành công hình tượng người nông dân chân chất, hiền lành nhưng cương nghị, cứng rắn và được mệnh danh là ông già Nam Bộ. Mang đến cho khán giả những vở kịch nhẹ nhàng và chân thực khi mang tâm tư và tình cảm của chính cuộc đời mình vào vai diễn. Nghệ sĩ Lê Bình đã thực sự thành công và để lại dấu ấn nhất định trong lòng khán giả mà khó có ai có thể thay thế. Là một nghệ sĩ được khán giả yêu mến, nhưng Lê Bình lại có một số phận không mấy may mắn. Cuộc sống vất vả từ thuở ấu thơ, bén duyên với nghiệp diễn nhưng lại không mấy dư dả về tài chính. Gia đình của nghệ sĩ Lê Bình cũng không được êm ấm, hạnh phúc. Điều khiến khán giả xót xa hơn là vào tháng 8 năm 2018, ông lại phải gánh chịu căn bệnh ung thư phổi quái ác. Tuy đã được bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng nghệ sĩ Lê Bình vẫn không thể tiến triển theo chiều hướng tích cực. Dù không thành công ở những vai diễn lớn, nghệ sĩ Lê Bình vẫn để lại những hình tượng nhân vật đầy ấn tượng đi vào lòng khán giả qua nhiều thế hệ. Đặc biệt khi trên giường bệnh, nghệ sĩ Lê Bình vẫn lạc quan, yêu đời, không quên giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan và lo nghĩ cho con gái. Gia đình đã cho thấy được phẩm chất đáng quý của anh. Chính vì thế, ông được nhiều đồng nghiệp như MC Đại Nghĩa, Việt Trinh, Mỹ Uyên, Nhật Cường yêu mến, giúp đỡ trong suốt quá trình chữa bệnh. Một tin vui gần đây nhất là vợ của nghệ sĩ đã quay về để cùng ông vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúc cho nghệ sĩ luôn vui, được nhiều khán giả yêu mến và tình trạng bệnh sẽ ngày một tiến triển hơn. Trên đây là một số thông tin về tiểu sử của nghệ sĩ Lê Bình. Chúng ta hãy cùng cầu mong cho nghệ sĩ gặp được may mắn và vượt qua được bệnh tật để có thể sống vui và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.